Hôm nay thực hiện nhôm nhiều lắm này, thấy không? Nhôm gai á. Quá, thấy chưa? Quá trời luôn này. Dưới biển. Anh lên móc cho mọi người xem nè. Con này nướng lại ngon lắm. Phải ở những cái vùng biển không bán nữa cá nữa nè. Thấy chưa? Thấy nhôm chưa? Wow. Không làm đâu. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay sẽ dẫn mọi người đến một cái làng chài của Shikajo. Là một hòn đảo nằm phía dưới của Cebu. Thơ mộng lắm à. Coi này. Đẹp không? Cái này là của người dân. Thôi đừng có trèo lên. Chỗ kia là rừng đước. Cái màu trắng trắng đây là cát nha. Còn qua khỏi màu trắng trắng là san hô á, nên nó có cái màu đen đó. Ồ, cái biển mát lắm mà. Chỗ này thì mới lá cây. Đã không? Dưới này có cái tán lá này. Thì sáng giờ mình lấy xe máy mình chạy vòng quanh đảo thì đây là một trong những cái nơi dừng lại. Đây là phía đông bắc của đảo. Tắm kìa. Wow. Kêu cái gì biết không? Đẹp không? Cát trắng mịn luôn. Phía này là phía đông bắc nha, nên ít sóng. Còn cái phía mình hiện tại đang ở là phía nam, nên gió ảnh hưởng của gió với sóng nó nhiều lắm. Cho đây sẽ yên bình nè. Mà hôm nay không có mang theo đồ bơi, nhưng kính lặng nên không có bơi được. Bơi đây ngắm san hô đẹp lắm. Adeline thì đang đang cực kỹ với cái thuyền. Thuyền nó thuyền local nha. Muốn ra bơi không sao đi? Wow, nước mát lắm nha, trong quá trời luôn. Và để đến được Shikiju thì bọn mình lấy tàu từ Dumakante khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì sau đó đi tới đảo của Shikiju. Shikiju thì nó cũng bằng cái Batayon giúp tụi mình ở nha. Thì hai đảo nó xem với nhau. Nhưng mà đảo này thì cái đường biển của nó đẹp hơn. Nó là đường lộ đây nè, dọc quanh biển luôn. Dọc quanh đảo luôn chứ. Mà chỉ cần mình lấy xe máy mình chạy một vòng là một giáp quanh đảo. Xe máy thì trước này mình thuê là 200 peso một ngày. Thường mình tới nó sẽ nói là 500. Ra cái scooter là xe tay ga. Nhưng mà mình lấy xe manual là xe số. Xe số thì nó sẽ đòi 300, nhưng mình trả xuống 200 thì ok. Ở đây đường thường giá là mình cũng phải cắt vừa đôi nha, chứ không là hố. Cái khách du lịch nó chặt quá. Thôi, giờ tiếp tục lên đường. Đây là bãi biển khác nữa nha. Wow, đẹp chưa? Kia là cái cảng Shikijo, nơi tàu nó đổ vô á. Thì tụi mình đi từ Dumakante thì đó là cái cảng tụi mình vô nè. Đây là chỗ mấy người local họ chơi, hay là mấy cái trò nhỏ 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 bên hông. Nhảy múa rồi đấy à. Thì xuống thử nước nha. Nước lạnh không? Không biết biển này tên gì, nó nằm gần cái cảng Shikijua.
Không sợ quá, mà ở dưới đây san hô không ạ? À? Chắc đây kia coral đẹp cơ. Đây là cái hotel mà bọn mình có lấy 4 ngày nha. Nó nhìn ra biển cũng dễ thương á. À lên. Cái gì vậy? À, đây là trên nhìn xuống nha, nó có một lầu thôi. Đây tên là good rồi. Ở đây nó có để nước nóng nước lạnh cho mình. Ok. Đấy. Gió này mạnh lắm, là lúc nào đây, đây là giường. Biển thì mùa này do nó ảnh hưởng từ phía hướng này nè, nên nó không có đẹp. Tháng này thì khu này nè, điều ở trong thì nó có dơ thôi chứ ở ngoài nó đẹp lắm. Ở ngoài san hô. Ở đây có cái trung tâm lặn như đây nè, nổi tiếng lắm. Thì nó sẽ hướng dẫn, nó chở mình đi đó, nó cho mình lặn. Buổi chiều. Đây là phía trước hotel của hai đứa ở nha. Đây nè, ở đây. Ban ngày thì nước nó lên, chiều khoảng 4-5 giờ nước nó xuống. Là đúng loại luôn nè ha. Ở đây không thấy hầu ha, bước luôn xe thế đó, chậm luôn. Đây là tảo biển nè. Wow. Ở ngoài kia có mấy người ta bắt cái gì á, mình ra mình xem. Đây có cá nè, hay không? Cái đây nó bị sao mà nó không có mọc được thế. Nó không có bạch tuộc nữa kìa. Cái con gì á? Bạch tuộc không biết giống bạch tuộc. Tự nhiên cái hủng này. À. Chắc ở dưới đây cá sò đâu mà không biết cách bắt hay chứ. Kìa, người local, kìa, người địa phương đang bắt. Đây là mấy con đồng đột trắng nha, nè nhiều lắm nè, nè nó bò đấy, thấy không? Đấy, đi tiếp đây, gì mấy con đi mà sợ. Đi lên bờ nè, vòng qua đây. Một đồng thênh thang. À đi em bố. Này hiện một dung nhiều lắm này, thấy không? Dung gai á, quá thấy chưa, quá trời luôn này. Dưới biển là móc cho mọi người xem nha. Con này nướng lại ngon lắm, phải ở những cái dùng biển không bán nó cá nữa lắm. Thấy chưa, thấy nhâm chưa? Wow. Lạnh không? Yeah. Quá đẹp luôn, nhiều lắm nha. Cá này. Wow, nhiều lắm. Đây, biển hổ nhum luôn. Trời ơi, quá trời luôn. Con này chưa đủ tuổi. Và wow, giảm vô một cái thứ nhất cuốn. Con nhã lớn xíu xíu nữa, ngon. Nè, nó nằm đi nó này, thấy không? Ở dưới cái này có hết nè. Nó nhiều quá không? Thì như người ta ra bắt. Nhìn từ xa đẹp không? Màu vàng. Đây ở gần bên nó cũng có mấy cái bungalow này, xem kìa. Gần bên nhà mình nó có mấy cái bungalow chứ. Cái này dễ thương quá, xem kìa. Cái ghế ngồi phía trước. Cái của mình thì không có. Wow. Thôi giờ đi vô ăn tối. À đấy. Wow. Dữ không? Siêu không? Dữ siêu. Hello. Hello. Ha ha.